Tập 16. Thế nào? Cái đầu tư sư phụ Tiểu Lâm làm ngon thật. Qua gia, cô thấy liệu phu nhân có thích canh đậu tương này hay không? Đương nhiên rồi, bây giờ tay nghề của sư phụ Tiểu Lâm đã theo kịp sư phụ Kenji rồi. Đồ gì thế? Theo kịp anh ta cái gì? Anh ta là cái thá gì chứ? Anh nói nhỏ thôi, dù sao bây giờ sư phụ Kenji mới là đầu bếp chính ở đây. Hơn nữa, anh đừng có để cho Momoko nghe thấy, nếu không sẽ phiền phức lắm luôn đó. Qua gia, tôi nói thật lòng với cô nghe, bây giờ trong lòng của tôi khổ vạn lần. Sự an ủi của cô chính là sự gửi gắm lớn nhất đối với tôi. Tôi về rồi đây. Hai người đang làm gì vậy? Mọi người vẫn khỏe chứ? Qua đây, qua đây. Anh đi đâu vậy? Hôm nay phu nhân muốn ăn canh đậu tương do anh làm đó. Nhưng mà anh lại không có ở đây. Anh mau đi gặp phu nhân đi. Mau lên. Gần đây anh Kenji thường xuyên xin nghỉ. Có phải là anh không chú tâm tới chuyện quán nữa hay không? Tôi xin lỗi phu nhân, tôi thật sự xin lỗi quá. Quả thật thời gian trước tôi có chút việc gấp cần phải giải quyết. Sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa để bù đắp lại cho những sai sót gần đây của tôi. Phu nhân à, tôi đã làm xong canh mà bà dặn rồi. Bà nếm thử xem có vừa miệng hợp khẩu vị với bà hay không. Ngon không? Canh anh nấu rất là ngon đó. Rất có hương vị của Saburo. Cảm ơn sự động viên và lời khẳng định của phu nhân. Bà cứ yên tâm đi. Nếu như bà thích, tôi đảm bảo ngày nào cũng để cho bà nếm thử hương vị của Saburo. Tôi thấy hơi choáng váng. Mấy ngày nay tôi không chảy đầu rồi. Phu nhân à, để tôi chảy đầu cho bà nha. Khoan đã. Phu nhân, bà nhìn này, mẫu lược sừng tê giác mới về của cửa hiệu lâu đời Trương Mộc Kế ở phía đối diện, giúp lấy lại tinh thần, chảy một cái trải ra ba ngày. Hay là bà thử xem sao? Phu nhân, hiếm khi sư phụ Tiểu Lâm lại có lòng như vậy. Chúng ta thử xem lược sừng tê giác của anh ấy xem sao. Phu nhân à, bà xem. Sư phụ Tiểu Lâm, cảm ơn anh. Anh có thể ra ngoài rồi. Phu nhân à, cô chiến lược. Đóng cửa lại đi. Vẫn là tay nghề của Kenji tốt nhất. Phu nhân à, thời gian trước tôi không quá chú tâm tới bà và cửa tiệm này. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Sư phụ Tiểu Lâm, uống một cốc đi. Không uống. Tôi không có uống.
Hoàng gia, cô thấy tôi dễ dàng lắm không? Cô nói một câu đi, tôi nhịn ăn nhịn tiêu, tiết kiệm tiền nửa tháng trời vì muốn lấy lòng phu nhân, mà tôi còn mua chiến lược sừng tê giác này. Cô xem, nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim, tôi thành ra cái gì chứ? Tôi thua lỗ nặng rồi. Anh đúng là ngốc quá rồi. Anh không nhân lúc sư phụ Kenji không có ở đây tự mình mang tới cho phu nhân à? Quan gia, tôi nói cho cô biết, bây giờ anh Kenji đang ở trong quán, mà anh ấy đối xử với chúng ta không tệ đâu nha. Cô đừng có ở đây mà chia rẽ nội bộ. Cô nói cái gì vậy? Cô nói gì nói lại đi. Không cho phép cô bắt nạt quan gia. Cô còn nói nữa tôi sẽ đánh chết cô đó, có tin không? Sao nào, nói anh mà anh còn muốn đánh người nữa hay sao? Cô nói lại lần nữa đi. Anh còn muốn đánh người sao? Tôi đấm cô đó. Sao vậy? Anh nói cái gì thế? Anh à, đi ra ngoài nói chuyện đi. Anh nghe tôi nói đã. Đi, nghe tôi nói đi. Anh à, anh à, cậu không làm gì chăm chỉ, ngày nào cũng lấy lòng bà chủ Asaya làm gì chứ? Cậu có mưu gì hả? Tôi không có. Có phải là thấy không còn người đủ sức uy hiếp cho nên cậu lại dương dương tự đắc hay không? Tự mình xem đi. Xem đi. Anh à, tôi không tự mình đắc ý mà. Chẳng phải là tôi thấy anh bận rộn công việc của địa hạ sao? Em phải giúp cho anh việc trong quán chứ. Các cô gái, cô ấy thích tôi cũng không cản được mà. Thích cậu cái gì? Phụ nữ Nhật Bản thích cậu, dinh hạnh lắm đúng hay không? Có cần mặt mũi nữa hay không? Có thấy xấu hổ không? Chẳng phải ngày nào anh cũng chạy tới bên cạnh bà chủ sao? Đó là do công việc cần đến. Tôi cảnh cáo cậu, cậu nói em nghèo đói quá rồi, tôi mới giữ cậu lại đúng hay không? Làm việc nhiều vào, lúc tôi không có ở đây thì gánh vác giúp tôi. Đừng có ý đồ xấu gì nha. Cậu xem, cậu đã nghèo không có cơm ăn rồi, mà còn tốn nửa tiền tháng lương mua cái lược sừng tê giác cho bà chủ làm cái gì? Số tiền này báo hiếu cho mẹ cậu thì tốt biết mấy. Tôi không dám nữa. Tôi nghe lời, nghe lời anh nói. Tặng cho cậu một câu, để làm tiêu chuẩn cao nhất khi sống ở đây. Đứng tử tế lên, thật thà, thật thà. Và phải thật thà. Nói như vậy, việc lần này của chúng ta thua lỗ nặng rồi hay sao? Dạ phải đó ông chủ. Lần này là do tôi làm việc không chu toàn. Chẳng phải là cậu nói cậu đã dẹp hết cả quãng đường đi rồi hay sao? Chẳng phải cậu nói cậu và tên Dương Chấn Hải kia là anh em hay sao? Sao người và hàng của chúng ta còn bị đánh lén nữa hả? Dạ đúng vậy, tôi cũng đang suy nghĩ trong đầu đây. Sau đó tôi nghĩ chắc là do có thể trên đường không chỉ có một đám thổ phỉ là Dương Hồ Tử đâu, có thể chúng ta gặp phải đám thổ phỉ lưu manh khác. May mà các anh em đều giữ được mạng sống mới có thể bảo vệ được số hàng này. Vậy cậu định thế nào với các anh em bị thương? Tôi đã bỏ tiền túi ra bồi thường cho họ rồi. Cậu có nhiều tiền thiệt đó. Tôi mượn bạn bè số tiền đó. Tôi chỉ nghĩ rằng nói thế nào thì tôi cũng là người dẫn đầu. Tôi không thể để cho các anh em chịu thiệt được. Lần này do tôi làm không tốt, dẫn tới tổn thất nhiều hàng như vậy. Ngài giáng chức tôi đi. Bỏ đi bỏ đi. Lương Giang Sơn này vẫn đền được chút hàng kia. Cậu có thể trở về an toàn là tốt. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi. Nè, anh đi gặp đại ca của anh chưa? Tôi thấy đại ca của tôi không có do tôi quản lý. Muốn tìm thì cô tự đi tìm đi. Tôi tìm rồi nhưng mà không tìm thấy. Tôi nghe nói lần này khi anh vận chuyển hàng là kéo Đại Lâm đi theo. Anh có thể đừng kéo anh ấy đi không? Ân đại tiểu thư này, đó là chuyện của anh em nhà họ Điện chúng tôi, cần cô phải quan tâm việc này hay sao? Gì nữa? Tôi khuyên cô nên hết hy vọng với đại ca của tôi đi. Anh ấy thật sự phải chăm sóc cho cô như quả phụ kia. Trong lòng không có thêm ai được nữa đâu. Anh thì hiểu cái gì chứ? Nói anh cũng không biết nữa. Dạ. Đi hỏi bên kho hàng rồi hay sao?
Tôi đã hỏi rồi. Anh em thuộc hạ của Điện Tam Lâm nói giống hệt như anh ta, họ đều nói là gặp thổ phỉ. Dạ. Có câu này thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Nói đi. Tôi thấy Điện Tam Lâm đang nói dối. Chắc chắn vận chuyển hàng này có điều kỳ lạ mà. Hơn nữa bây giờ các anh em ở kho hàng ai cũng khăng khăng bảo vệ cho hắn ta. Đây không phải là chuyện gì tốt đẹp hết. Tôi biết. Từ lúc Mã Sư Gia chết, cái tên Điền Tam Lâm này lấy quan hệ giữa hắn và đám thổ phỉ Dương Chấn Hải ra để ép tôi giao đường vận chuyển này cho hắn quản lý. Bây giờ ngoài tôi ra, sợ rằng không ai trong bang có thể khống chế nổi hắn đâu. Tên Điền Tam Lâm này còn trẻ, nhưng mà to gan lớn mật quá. Hắn có thể lăn lộn cùng các anh em, hiểu cách mua chuộc lòng người. Dạ, thuộc hạ nói thẳng một câu, chúng ta phải có dự định từ sớm. Không cần vội, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Đại Lâm, con và Nhị Lâm ở cùng một phòng, Nhị Lâm có đồng ý hay không? Con quên mất ở quê nhà Sơn Đông, biết bao nhiêu lần Nhị Lâm đá Tam Lâm xuống giường hay sao chứ? Mẹ à, tới cửa con đã nghe thấy tiếng mẹ rồi. Mẹ lại nói xấu sau lưng con nữa. Về rồi sao? Con về rồi. Thế nào, vẫn ổn chứ? Lão Tam, anh dọn phòng anh ra để cho hai mẹ con quệ dân ở. Anh và lão Nhị ở chung một phòng. Em không có ý kiến gì hết, anh không chen vào phòng của em là được. Không chen vào phòng của con là được hay sao? Vậy lão Nhị có đồng ý hay không? Lão Nhị cũng không thường xuyên về mà, phòng cũng chỉ để trống thôi. Anh cứ ở đi. Này, náo nhiệt quá ta. Mọi người đều ở nhà hay sao? Cô Lương tới rồi hay sao chứ? Lão Đại, Đại Lâm đang bận việc. Đại Lâm, cô Lương, Đại Lâm đang bận việc. Bác gái à, là cháu. Bác nhìn kỹ lại xem, Nguyên Tử nè. Cháu tới tìm Tam Lâm. Cái sàn của ta đâu chứ? Cái gì? Cái sàn đâu rồi? Chuyện gì vậy? Tôi tới thăm anh mà sao anh không để ý đến tôi? Thì sao nào? Tôi phải quỳ xuống thỉnh an cô hả? Tôi làm gì chứ? Tôi ngóng trăng ngóng sao, khó khăn lắm mới thấy anh trở về. Tới thăm anh không được hay sao? Hơn nữa, nhà anh náo nhiệt như vậy, tôi tới gấp vui thôi. Đại ca cũng ở nhà hay sao? Tôi dọn phòng xong rồi, cô vào xem thử đi. Đại ca, anh đón chị dâu về ở luôn hay sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi nói anh nghe, nhà của anh náo nhiệt như vậy, đông người mới giống một gia đình chứ. Có phải không bác gái? Bác gái, hôm nay là ngày vui đại ca đón chị dâu về nhà. Có phải là chúng ta nên mua chút rượu thịt để chúc mừng hay không? Không cần. Tam Lâm, anh mau ra ngoài đi, chúng ta đi mua thức ăn. Cô thật sự không coi mình là người ngoài gì? Cô làm loạn ở đây làm gì? Tại sao lại nói tôi làm loạn ở đây? Tôi tiêu tiền của tôi mua thức ăn cho mọi người mà gọi là làm loạn sao? Được, vậy thì mua hai cái bắp cải, mua chút thịt lợn, hôm nay làm món mì xào đi. Bác gái, bác còn muốn ăn gì không? Vẫn không biết. Vậy cũng được. Vậy cháu đi mua thức ăn nha bác. Mọi người đợi cháu nha. Mẹ ngửi thử xem, tương này thơm lắm đó mẹ. Nào nào nào, anh hai cũng về rồi, coi như cả nhà đông đủ rồi nha. Hôm nay là ngày vui đại ca đón chị dâu về, bác phải vui vẻ lên mới đúng chứ. Nào ăn cơm đi. Mọi người ăn trước đi, tôi về phòng dọn dẹp một chút đi. Đừng có như vậy, cô ngồi xuống ăn cơm đi. Đừng dọn nữa, gấp mì cho tiểu đầu tử đi. Lão Nhị, anh dọn phòng anh ra để cho hai mẹ con quệ dân ở. Anh ở cùng phòng với em nha. Dạ được, không thành vấn đề. Dù sao em cũng ít về lắm.
Cậu biết ít khi về nhà hay sao? Hết ngày này tới ngày khác không về nhà, cứ dọn ra khỏi nhà là được. Người ngoài còn tới thường xuyên hơn con. Mẹ, mẹ yên tâm đi, sau này con sẽ về nhiều hơn. Đại Dân, cháu nói ở Bắc Bình có cậu mợ phải không? Cháu tới rồi không tới chào hỏi họ hay sao? Mẹ, cậu có Đại Dân không tốt với cô ấy. Không cần nói với ông ấy làm gì. Dù không tốt thế nào thì đó cũng là người nhà, là trưởng bối của người ta. Người ta sống ở đây, các con không có bà mai, không có thiệp mời, sao mà được chứ? Mẹ, mẹ đã đồng ý để con và Quỷ Dân ở bên nhau. Mẹ không được hối hận. Mẹ đồng ý rồi. Mẹ cũng không nói là không đồng ý. Mẹ đang nói không có phép tắc thì có. Mẹ, hay là như vậy đi, con và Lão Tam góp lại với nhau, tổ chức lễ cưới náo nhiệt cho đại ca. Đúng rồi, đúng rồi. Tiền không thành vấn đề. Chúng ta cứ tổ chức cho thật chu đáo, thật náo nhiệt vui vẻ. Không cần hai em can dự vào đâu. Chuyện của anh có tay có chân, anh tự làm chủ. Đừng có can dự vào dớ dẫn. Đại Lâm, hai em của con đang muốn tốt cho con thôi. Con có ý gì chứ? Sao lại bảo đừng can dự vào? Không đúng sao? Con có tay có chân, con tự làm chủ gì của mình được. Hôm nay con tuyên bố, sau này Quỷ Dân và Tiểu Đầu Tử ở lại nhà chúng ta đó. Những chuyện khác để sau đồ nói. Cái gì mà để sau đồ nói? Con nói để sau đồ tính mà được hay sao? Con có coi mẹ ra gì hay không? Có để cho người ta ăn cơm hay không vậy? Đại Lâm, con làm gì vậy? Con xem con phát điên lên nữa. Con còn dám hét lên với mẹ nữa hay sao? Cái đồ chết tiệt này. Mẹ đánh chết con. Đánh chết. Mẹ, mẹ. Anh à, tẩu thuốc của ta, tẩu thuốc gia truyền của nhà ta. Ta đau lòng quá đi. Mẹ à, con tới công xưởng đi. Đại ca, đại ca à. Lão Tam, em khuyên mẹ đi. Đại ca, bác không sao chứ? Đại Dân, cô đừng để ý. Không phải là ta không cho hai mẹ con cháu ở đây. Ta chỉ muốn chuyện này không có phép tắc thôi, cháu biết không? Nó không cho cháu danh phận. Cháu sống ở đây, cháu không sợ mọi người nói điều không hay về cháu hay sao chứ? Dạ, cháu hiểu mà. Bác gái, thôi thôi, ăn cơm đi. Bác gái à, cháu nói bác nghe, thời buổi loạn lạc như này, ai còn quan tâm tới nhiều phép tắc như vậy chứ? Cháu thấy đại ca làm như vậy là rất tốt. Cứ dứt khoát đón chị dâu về nhà. Đàn ông biết bao chứ. Hàng xóm thích nói linh tinh, cứ kệ họ nói linh tinh đi. Cô Tống, cô nói mấy lời này, cô đúng là khác biệt hẳn với mọi người. Cô bớt nói vài câu thì sẽ chết hay sao? Tôi thì sao chứ? Chẳng phải là tôi nói vài câu công bằng thôi hay sao? Anh mắng ai là lừa thế? Anh mới là lừa đây. Con lừa ngốc. Chuyện đó, bác gái à, cháu đi dọn dẹp phòng bếp đây. Bác gái à, nào, ăn cơm, ăn cơm, đừng có tức giận nữa mà. Cô thấy, nhà chúng tôi ăn bữa cơm cùng nhau, chúng tôi nói chút việc, cô cứ một lúc nói thêm đại một câu. Cô là ai vậy không biết? Điền Tam Lâm, tôi thì sao? Hôm nay tôi bận rộn cả một ngày, anh không muốn đến gặp tôi như vậy sao? Tôi làm gì anh cũng đều thấy tôi phiền hết. Được, tôi đi là được đúng không? Mẹ xem, hôm nay đúng là náo nhiệt thật đó. Cô đừng có tức giận nữa mà. Đừng tức giận, tôi vừa nói. Đừng có chạm vào tôi. Lúc nãy tôi nói nặng lời rồi. Cô giận thật sao? Anh giở trò lưu manh gì thế? Được được, đại tiểu thư thục nữ, nghe tôi nói vài câu đi.
Tôi nói chuyện nghiêm túc với cô. Tôi không muốn nghe. Cô nghe tôi nói đi. Hôm nay cô không thể nói chuyện của anh hai tôi ở đây. Không được để cho người ngoài biết tôi và anh hai là anh em ruột. Tống Á Quyên tôi cũng không ngốc đâu. Tôi ở Bắc Bình lâu như vậy rồi, tôi biết rất rõ điều gì nên nói, điều gì không nên. Không cần ai phải lo lắng. Cái gì mà điều nên nói, điều không nên nói chứ. Làm gì vậy? Làm gì? Hôm nay đúng lúc tâm trạng của mẹ tôi không tốt vì chuyện của đại ca tôi. Cô xem, cô làm như vậy chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao? Sao mà tôi lại thêm dầu vào lửa? Tôi rất khâm phục anh trai của anh, tốt hơn anh gấp vạn lần. Tôi còn đang nghi ngờ liệu có phải là hai người cùng một mẹ sinh ra hay không đó. Sao vậy? Cô cũng thích đại ca của tôi hay sao? Cô đừng có nói, ngày nào đại ca cũng ăn mặc khoác dài, đổi chiếc bộ phớt, ngày nào cũng ừ à. Vẫn có người thích anh ấy thật sao? Vốn dĩ là như vậy rồi. Đại ca anh đàn ông nhân nghĩa, không chê người ta là cô như quả phụ, không giống như anh. Cả ngày cứ đi theo sau định nọt đại tiểu thư gì gì đó, giống như con chó vậy đó. Anh thật sự nghĩ bản thân có thể trèo cao hay sao? Người ta còn không nhìn thẳng vào anh. Trèo cao thì sao? Đại ca tôi, đó là theo chủ nghĩa một người no, cả nhà không chết đói. Còn tôi phải sống vì mẹ của tôi, sống vì gia đình này. Hơn nữa, tôi cũng nói rồi, chuyện nhà họ Lương, nếu tôi đi đúng một bước, có nghĩa sau này bớt đi 20 bước. Cô có hiểu không? Biết đâu sau này ngày nào tôi cũng dắt túi lớn đi nuôi sống gia đình thì sao? Cô đối với tôi thế nào, tôi đều biết rất rõ trong lòng. Nhưng mà hai chúng ta thật sự không thể nào ở bên nhau được. Cô xem hai chúng ta ở bên nhau ra cái thể thống gì nữa? Đó chẳng phải là chó với lợn lẫn lộn sao? Anh nói ai là chó, anh nói ai là lợn? Anh Điền Tam Lâm, tên khốn kiếp nhà anh, đừng có xem thường người khác. Đúng vậy, tôi sinh ra ở ngõ Bắc Đại, nhưng mà anh có biết từ nhỏ tôi đã biết cầm kỳ thi họa, thổi sáo đàn ca, cái gì cũng biết làm hay không? Anh á, cái gì mà ôi. Tôi nói thật cho anh biết, tôi còn là một người. Sao vậy? Cô còn là con gái nhà giàu nữa hay sao? Sao chứ? Tôi tin. Anh nhìn tôi cho thật kỹ đi. Tôi kém Lương Nhã Ưu chỗ nào chứ? Không kém. Bàn về phong cách, dáng người, tôi có chỗ nào kém cô ta đâu. Đừng kêu. Cô xem hai người nói chuyện với nhau thật đầy. Đánh chết anh luôn đó. Ai thế? Nửa đêm rồi không cho ngủ. Anh quản được hay sao? Xin lỗi nha. Tôi nói cô nghe này, thực ra tôi thấy cô cũng rất tốt. Cô xem, hôm nay lúc cô vừa tới, mẹ của tôi đã nhầm cô thành Lương Nhã Ưu luôn. Tôi thấy nếu như cô bệnh tóc hai bên, mặt giống như sinh viên đại học lắm luôn đó. Vậy thì cô càng bước đi dáng vẻ ngõ Bắc Đại rồi. Ngõ Bắc Đại có dáng vẻ gì? Lẳng lơ. Điền Tam Lâm, tôi nói cho anh biết, anh đừng xem thường người khác nha. Dù tôi nói mình xuất thân từ ngõ Bắc Đại, nhưng tôi cũng là cô gái ở Bắc Bình, còn tốt hơn nhiều so với người từ quê lên phải ăn bùn dọn phân như anh đó. Anh thật sự tưởng mình là cái gì chứ? Anh muốn lên làm gia hả? Vẫn còn sớm lắm luôn đó. Đừng hối hận. Anh Đại Lâm, lần này anh ra ngoài, anh vừa mới có dũng khí, không bị dọa sợ chứ? Tìm tôi có chuyện gì không? Cứ phải có việc mới tìm anh hay sao? Lần trước hợp sức với một tên Nhật, chúng ta cùng nhau tìm chỗ chúc mừng đi, thế nào? Không có chuyện gì để đáng mừng hết. Sao lại không cần chúc mừng chứ? Đi, cùng nhau chúc mừng đi mà. Tôi còn có việc nữa. Không được, em phải đi cùng với anh. Hơn nữa, em muốn bàn với anh về bước tiếp theo của kế hoạch nè. Đi thôi, mau lên. Anh đừng có nghịch mấy thứ này nữa. Mau lên đi. Anh Đại Lâm, sao mà em thấy lần này anh quay về, ánh mắt đã thay đổi rồi chứ? Có phải người Nhật mà chúng ta giết lần trước đã khiến cho anh tìm lại cảm giác trước đây hay không? Lần này tôi ra ngoài, nhìn thấy một người lính. Người lính như thế nào chứ?
không biết. Có thể là thổ bát lộ. Trong tay của anh ta cầm khẩu trai 88 quê mùa nhất. Nhưng mà anh ta thật sự đánh nhau rất giỏi. Giết bọn Nhật, chỉ cần một phát giết chết một tên. Tôi nhìn thấy anh ta, tôi lại nhớ về tôi của trước đây. Anh Đại Lâm à, trước đây anh có dáng vẻ thế nào chứ? Anh có thể nói cho em biết được không? Bây giờ tôi đang nghĩ làm thế nào để giết bọn Nhật đi. Giết chết bọn Nhật. Được. Ở gần giữa chúng ta giết bọn Nhật lần trước có sở Ý An. Chỗ đó thường có bọn Nhật rời nhóm đi ngang qua. Chúng ta sẽ ra tay ở đó. Thế nào? Được. Ngày mai chúng ta sẽ đi. Thôi muộn rồi, tôi phải đi trước đây. Tôi còn có việc ở công xưởng nữa. Được, cô cũng về nhà sớm đi. Không thành vấn đề. Đại Lâm. Đại Lâm, con về chưa? Bác gái à, Đại Lâm vẫn chưa về. Nó không ở trong phòng của cháu hay sao? Anh ấy không có ở trong phòng cháu. Anh ấy thật sự không có ở trong phòng cháu mà. Ta không có ý đó đâu. Thằng bé đang giận dỗi với ta. Nó tự mình chạy ra ngoài. Bác thấy nửa đêm rồi mà nó vẫn chưa về. Thôi cháu ngủ đi. Nhóc con này. Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đại Lâm à, Đại Lâm. Bác gái à, trời sáng Đại Lâm mới về. Vừa uống bát cháo rồi lại tới công xưởng rồi. Lại đi nữa rồi sao? Cháu xem đi. Cái gì thế này? Bác gái, Đại Lâm đang xin lỗi đền lại cho bác đó. Nhóc con này. Cháu xem, nó chẳng nói lời nào, cứ giấu mãi trong lòng. Lá thuốc của bác ở đâu rồi? Cháu lấy cho bác thử xem sao. Thử chứ, thử xem sao. Ở trên đầu giường bác ấy, mau đi lấy đi. Dạ được à. Anh Đại Lâm, hôm nay anh định giết bọn Nhật kiểu gì chứ? Vẫn dùng dao hay sao?
dùng súng. Một lát nữa súng nổ lên, cô phải chú ý ẩn nấp đó. Rút lui theo đường chúng ta đã định sẵn. Nhớ rõ rồi chứ? Vậy yên tâm đi. Em nhớ rõ rồi mà. Hành động. Quệ Dân, cô dậy rồi sao? Anh về rồi hả? Sao bây giờ anh mới về? Bên phía công xưởng. Công xưởng cô phải tan làm chứ. Tôi tăng ca. Cả đêm anh không về nhà khiến cho bác gái lo lắng lắm đó. Không sao đâu, đừng lo lắng. Đại Lâm, anh nói thật với tôi đi. Có phải tôi và đầu tử ở lại đây anh thấy không tiện về nhà hay không? Nếu như vậy thì hai chúng tôi không muốn ở lại đây nữa. Tôi và đầu tử sẽ chuyển ra ngoài ở. Quệ Dân, cô đừng có nghĩ linh tinh nữa. Không phải như cô nói đâu. Cô cứ thoải mái ở lại đây. Tôi vào phòng xem mẹ tôi thế nào đi. Con gái mà cả ngày cứ chạy ra ngoài thôi, chẳng có quy tắc gì hết. Con nói đi, con đi đâu cả ngày vậy? Nói mau đi. Đúng thật là tôi thấy thời gian gần đây vô cùng loạn lạc, trên đường đều là hiến binh Nhật Bản hết. Tối qua tôi tới quán Lục Quốc còn bị người khác kéo vào kiểm tra. Được rồi, được rồi, nói đi, đi đâu chứ? Cô ra ngoài chơi với mấy người bạn thôi mà. Sau này qua lại với mấy người bạn đó ít thôi. Tam Lâm, sau này cậu hãy trông chừng con bé nhiều hơn đi. Dạ được, dạ được. Không cần anh quản tôi. Không phải, tôi muốn nói là tôi đi theo cô thì cô cũng an toàn hơn. Nếu như cô thấy bức bối thì hai ngày nữa ở thành Nam An ở hội miếu, tôi đưa cô ra đó đi dạo chơi. Trưởng khoa, đầu đạn 80mm. Xét từ lực xuyên thấu của đầu đạn và mức độ phá hoại thi thể của nó, chắc là 14 cách thức bắn súng phía Nam mà chúng ta phát kèm. Bây giờ rất dễ có được súng này ở chợ đen. Nhưng mà cho dù chúng ta có thể tra được loại súng thì cũng không biết được ai là hung thủ hết. Nhưng mà điều tôi càng muốn biết là tại sao hung thủ lại ra tay với binh lính bình thường chứ? Nhìn từ vết thương có thể thấy bị bắn ở cự ly rất gần. Rõ ràng chỉ cần 2 phát đạn thôi, nhưng mà hung thủ lại bắn sạch tất cả các viên đạn. Trừ phi là ân oán cá nhân. Tôi đã từng điều tra tổ chức kháng Nhật, tên là Hội đồng binh kháng Nhật Bắc Giang. Anh từng nghe nói qua chưa? Tôi chưa từng nghe nói tới. Nói tóm lại, phải phong tỏa tin tức. Nếu tin tức ám sát truyền ra ngoài, không những làm tổn hại chí khí của hoàng quân, mà còn khiến cho người kia càng thêm ngông cuồng hơn. Rõ. Anh biết cái gì gọi là giết một dọa trăm không? Anh phải để cho tên kia biết được
mưu sát binh sĩ hoàng quân phải trả giá đắt như thế nào. Tôi hiểu rồi. Đứng im, bỏ súng xuống. Có thể ép anh tới chỗ mai phục của chúng tôi, chứng tỏ là chúng tôi đã có chuẩn bị từ rất lâu. Yên tâm đi, chúng tôi không muốn làm gì anh hết, mà chỉ muốn đưa anh đi gặp một người. Nào nào nào, xin mời xin mời. Mời ngồi. Ngồi đi. Xin hỏi một chút, anh có lai lịch thế nào chứ? Sở trưởng sở hành động quân thống trạm Bắc Bình, thiếu hiệu Dương Dân Phàm. Anh biết tại sao tôi lại phải tốn công sức như vậy để mời anh tới đây hay không? Tôi không biết. Gần đây Bắc Bình xuất hiện một hiệp sĩ độc hành, ám sát không ít quân quan và binh sĩ quân địch. Hiệp sĩ độc hành này chính là anh. Không phải tôi. Anh đừng giả vờ hồ đồ với tôi nữa. Quân thống chúng tôi không phải dạng vừa đâu nha. Các bộ tư lệnh của người Nhật ở Bắc Bình cũng có tai mắt của chúng tôi. Tôi thấy vụ ám sát kia kỹ thuật một kiểu, mà hơn nữa thủ pháp cũng giống nhau. Đó là quân nhân từng được huấn luyện chuyên nghiệp và từng làm đặc công. Chúng tôi đã điều tra vài lần. Người trung thống, người của chúng tôi, thậm chí chúng tôi còn điều tra cả người của đảng Cộng sản. Nhưng cuối cùng chúng tôi tra ra được một vài binh lính cũ rải rác ở trong thành. Điều tra ra được anh. Chúng tôi thiết kế trận này chính vì muốn chứng thực rốt cuộc có phải là anh có tài năng gì hay không. Lúc nãy khi gặp nguy hiểm, từng phản ứng của anh đều là phán đoán chính xác. Vì chẳng phải tôi vẫn bị các anh bắt tới đây hay sao? Hành động chính xác của anh vừa hay làm lộ anh chính là sát thủ độc hành. Đây là bí mật. Người anh em mới soạn đoàn 76, lữ đoàn 33, sư đoàn 27, tiểu đội trinh sát bắn tỉa, hạ sĩ bắn tỉa Điền Đại Lâm. Bởi vì anh dũng giết địch, đã ám sát thành công nhiều sĩ quan và binh lính Nhật đứng sau phòng tuyến địch, đóng góp vô cùng lớn cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước của đảng và nhà nước. Đặc biệt trao tặng cho anh quân chương đám mây hạng 7. Xin mời.
Mất đi người chiến sĩ tốt như anh là tổn thất vô cùng lớn với nước nhà. Điền Đại Lâm, chào mừng anh về đội. Sau này theo tôi làm việc đi, chúng ta cùng nhau giúp bọn Nhật. Được. Dạ, Takagi của đội hiến binh đã xông vào rồi. Ông chủ lương, anh Takagi xông vào nhà dân có gì chỉ dạy chứ? Tôi nghi ngờ thuộc hạ của ông tiến hành hoạt động phi pháp. Hoạt động phi pháp sao? Điền Tam Lâm, lần này chuyển hàng tới đâu, vận chuyển làm gì? Chỗ cũ, địa điểm cũ. Chỉ vậy thôi. Bắt đi. Anh dựa vào cái gì mà xông vào nhà tôi? Còn dẫn người của tôi đi hả? Tôi nghi ngờ hàng lần này có liên quan tới đảng địa hạ. Đảng địa hạ sao?